Xin chào các anh em đến với Taxi Coin. Hôm nay Taxi Coin tiếp tục đưa đến cho anh em mình định nghĩa về stablecoin. Về stablecoin thì chắc chắn là có nhiều anh em cũng biết đó là cái gì rồi. Bởi vì là khi chúng ta giao dịch bất kỳ đồng tiền điện tử nào, chúng ta mua tiền điện tử này, mua bán tiền điện tử này, thì đầu tiên cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đấy là chúng ta phải mua USD đúng không? USDT hoặc là BUSD thì đấy chính là cái đồng stablecoin. Và thường thì mọi người chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cái một cái đồng tiền điện tử nó thay thế cái đồng USD, thay thế cái tiền Việt, tiền tiền đô của chúng ta, và chúng ta dùng nó để mua những cái đồng coin, những cái đồng tiền điện tử. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết được stablecoin nghĩa là gì, thì sau trong video này chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất, stablecoin là một loại tiền điện tử được tạo ra để theo dõi giá trị của một tài sản khác như tiền của chính phủ. Đồng tiền có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch này, bao gồm cả đô la Mỹ này, euro này. Một số stablecoin có thể được cố định vào một số loại tài sản khác, ví dụ như là kim loại quý này, chẳng hạn như vàng, thậm chí các loại tiền điện tử khác. Định nghĩa thì là như thế, định nghĩa stablecoin thì là như này. Thì tuy nhiên chúng ta có thể hiểu được rằng là chính cái đồng sinh tục stablecoin đấy nó thay thế cho những cái đồng tiền của các chính phủ của các nước ấy, ví dụ như USD này, euro này, và cũng được đưa lên sàn giao dịch để chúng ta dùng nó, chúng ta có thể mua được cái đồng tiền coin khác. Về phân loại thì stablecoin nó được phân loại ra là bốn bốn cái loại stablecoin, gồm thứ nhất là được hỗ trợ bởi fiat, thứ hai được hỗ trợ bằng tiền điện tử, thứ ba được hỗ trợ bằng hàng hóa, và thứ tư hỗ trợ thuật toán. Có nghĩa là bốn cái yếu tố này nó tạo nên đồng stablecoin này. Ví dụ như được hỗ trợ bằng fiat chẳng hạn, thì có nghĩa là người ta phải dùng một cái tài sản khác, ví dụ như tiền đô chẳng hạn, để người ta đảm bảo bằng và đúc ra được cái đồng stablecoin đấy. Có nghĩa là người ta phải bỏ ra một số tiền là 1 đô thì người ta mới đúc được ra một cái đồng tiền ảo là 1 đô, là đồng stablecoin, một USDT hoặc là một BUSD, chứ chứ không phải là nhiều người thắc mắc là ôi không biết là cái đồng BUSD hay là USDT này người ta lấy ở đâu ra. Nhưng thực tế là người ta phải bỏ, những cái công ty lớn, những cái dự án lớn hoặc là những cái quỹ ấy, người ta phải bỏ cái tiền tiền đô hoặc là tài sản này hoặc là vàng để thế chấp ấy, và khi đó thì người ta mới được đúc ra những cái đồng stablecoin này, chứ không phải đơn giản là chỉ đơn giản là không biết là in ra, thích in bao nhiêu thì in đâu, không chuyện đâu nhá. Và nó được được đảm bảo bởi bốn thứ. Thứ nhất là được fiat này, là giao dịch bằng tiền thật này, tiền thật, tài sản thật này, được hỗ trợ bằng tiền điện tử, có nghĩa là nó cũng được đảm bảo bằng chính cái đồng tiền điện tử, ví dụ như Bitcoin, ETH này, bằng hàng hóa này, bằng thuật toán giống như đào như Bitcoin đấy. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến chính là USDT, USDT, USDT Tether là một stablecoin xuất hiện từ năm 2014 rồi. Trong những năm gần đây thì đây là một loại tiền điện tử ổn định được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. USDT thì các bạn có thể thấy nó ở trên bất kỳ một sàn nào đều có những cặp giao dịch USDT, và nó được thế chấp bởi tiền tệ. Tính năng chính của stablecoin này là khả năng giao dịch với đô la Mỹ. Một Tether có thể đổi lấy được 1 đô la Mỹ. Đồng coin ổn định này là đỉnh cao của giao dịch rủi ro thấp, đồng thời chống thao túng thị trường trong lĩnh vực kỹ thuật số. Đồng tiếp theo là đồng DAI. Đây là một loại stablecoin được hỗ trợ và duy trì bởi tiền tệ dựa trên nền tảng Ethereum. Lúc đầu thì loại stablecoin này được đưa vào kho MakerDAO, sau đó được dùng làm tài sản thế chấp cho người dùng tại DAO Stablecoin. Tiếp theo là đồng BUSD, Binance USD. Thì Binance là cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới bây giờ. Thì cụ đồng ấy có nghĩa là cái đồng BUSD này cũng là một trong những đồng stablecoin rất là nổi tiếng. Binance USD cũng là một trong các stablecoin được sử dụng rộng rãi. Sàn giao dịch điện tử toàn cầu Binance đã tạo ra các stablecoin này và được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính New York. Thực ra thì vừa rồi có một cái vụ kiện đấy, nếu mà các bạn nào tìm hiểu thông tin thì vừa rồi thời gian vừa rồi có một cái vụ kiện liên quan đến BUSD này, và Binance thì lại tuyên bố là mình bản thân không có liên quan gì đến đến cái đồng BUSD này cả. Mặc dù là nếu các bạn giữ giao dịch bằng BUSD này, giao dịch bằng BNB nhỉ, thì các bạn được giảm phí giao dịch, và Binance cũng gần như là hậu thuẫn cho cái đồng BUSD này. Thế nhưng mà vừa rồi thì có một vụ kiện của một công ty, thì công ty đấy với cả Binance kiện nhau về cái đồng BUSD. Binance lại tuyên bố là BUSD lại không phải của Binance, không liên quan gì, ông có thôi. Thế vừa rồi cũng chính vì cái lý do thế cho nên là một số những cái đồng đồng stablecoin khác được đưa lên lại có cơ hội để phát triển hơn. Cái đồng BUSD lúc đấy thì lại 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 đi xuống. Điều đấy thì một số người thì bán tháo BUSD nữa cơ. Đồng tiếp theo đồng USDC. USDC là một loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi tài sản là đô la Mỹ này, với các giá trị của một đồng USDC được bảo chứng là 1:1 với giá trị của 1 đô la Mỹ. Giá trị của USDC được thiết kế để duy trì sự ổn định này, làm cho USDC trở thành một đồng tiền ổn định. Đồng stablecoin này có hiệu
có nhiều ứng dụng khác nhau trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được sử dụng phổ biến trong các quy trình tài chính phi tập trung. Vậy trên vừa rồi mình giới thiệu cho mọi người là bốn cái đồng stable coin phổ biến nhất hiện nay. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà cứ một cái đồng stable coin này mà lại có giá trị một một với $1 thì chắc chắn là nhiều người hỏi thích muốn đầu tư kiểu gì mà có lãi, mà sao lại tiêu đề của video lại là các dự án tiềm năng, bởi vì lúc nào nó chả là $1, nhưng thực tế không phải đâu. Mình ví dụ, thực ra là những cái đồng US đồng đồng này này nó chỉ là đồng một đồng stable coin, một sàn hoặc là một dự án nào đó thôi. Cái dự án đó nó vừa phát hành cái đồng stable coin này, ví dụ như Binance nó phát hành cái đồng, nó phối hợp với một công ty phát hành cái đồng BUSD này, thế nhưng mà bản thân nó lại có một cái đồng coin khác là BNB, chính là đồng BNB đấy. Đấy thì chúng ta cái mà chúng ta đang nói đến trong video này về cái dự án tiềm năng là cái dự án của cả cái dự án này và là cái dự án của đồng stable coin đấy, chứ không phải là chỉ có mỗi cái đồng stable coin không thôi. Và đây là cái danh sách những dự án phát hành đồng stable coin tiềm tiềm năng trong năm 2023. Thì đây là cái kết quả sau khi mình đã tham khảo ở trên một số kênh Twitter cũng như là nhiều kênh liên quan đến đến lĩnh vực coin này, crypto này. Thì đây là mình cũng tham khảo được, Ccoin tham khảo được và muốn đưa đến cho mọi người xem. Thứ nhất đây là đây là cái danh sách này, đây chính là cái đồng stable coin. Đây nhá, theo cái cột con trỏ của mình thì đây chính là cái đồng stable coin đấy. Các bạn có thể nhìn ở đây thấy một số những đồng chúng ta có thể quen thuộc. Ở đây thì chúng ta lại phải bỏ ra cái USDT và BUSD nhé. Thì đấy những đồng quá quen thuộc rồi, là BNB rồi, BUSD thì là của Binance, là BNB, USDT, thứ đấy là những đồng quá quen thuộc rồi, USDC nữa. Thì đây đây là mình đang nói đến những đồng tiềm năng trong 2023. Đầu tiên các bạn có thể nhìn DAI này, và cái đồng coin của cái dự án này là đồng MKR nhé, hoặc TUSD này là đồng TRU nhé, FRAC này, FXS này. Đấy, ví dụ như đồng DAI là đồng của mạng ETH coin này. Rồi giờ là các bạn có thể xem ở đây, ví dụ như vừa rồi thì mình cũng đã làm video giới thiệu về một cái đồng LLUSD này, và cái đồng coin của nó là đồng LQTI. Thì cái mà chúng ta quan tâm đến chính là cái đồng coin của cái dự án này này, ở cột màu xanh này nhé, ở cột màu xanh này thì các bạn có thể chụp ảnh này màn hình lưu lại, và chụp ảnh màn hình lưu lại cho mình nhé. Ví dụ như này, đồng LQTI vừa rồi mình làm video có thể đào bởi cái hệ thống ETH này, chỉ có thể đào bởi hệ thống ETH và không mất phí. Thực ra cái dự án LQTI này này, Liquidity này, có đồng stable coin là LUSD và coin của nó là LQTI, thì nó là cái nền tảng giao dịch không mất phí, vay viết các thứ không mất phí này. Đấy rồi có những đồng ở đây, ví dụ như đồng CELO của CUSD trên cái hệ thống CELO Ecosystem. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy có đồng C98 CUSD với stablecoin là CUSD và đồng coin là đồng C98 của Việt Nam đào CUSD với BUSD và USDC only. Rồi đồng SPA của USDC kiếm 11% API holding khi mà bạn giữ USDS trong ví, tức là 11% ấy, giống như gửi tiết kiệm ấy, no staking que. Ok, thì các bạn nào quan tâm bạn đã có thể chụp ảnh màn hình lại lưu lại những cái đồng coin này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy một số những dự án có list trên sàn Binance, ví dụ như QE này, LQTI này, C98 này, IVE này, CELO này, FOR này. Đây là những cái đồng mà mình đã quen thuộc và mình biết là nó chắc chắn là list trên sàn Binance rồi, thì chúng ta có thể nghiên cứu đồng SPEL này, đồng KVA này. Đấy. Ok, sau video này thì mình hy vọng là mọi người có thêm được cho mình một chút kiến thức để có thể quyết định đưa ra những quyết định đầu tư. Để đầu tư vào những dự án stablecoin trong năm 2023 thì cũng không phải là một ý tưởng tồi, và nhất là khi mà BUSD đang là bị kiện liên quan đến vấn đề BUSD. Và những cái dự án này, những dự án mà đi cùng với cả đồng stablecoin này thường là nó cũng có một cái sự ổn định nhất định. Vậy thì anh em có thể tham khảo trong cái danh sách này và chọn ra cho mình một đồng coin để đầu tư nhé. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì anh em comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.